cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ để trong mong chi, chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu bò xuống. Thôi, đại tướng Lê Văn Minh, tổng thống, chính quyền từ giờ, quân đội, quân lực cộng hòa đã quyết tiến đầu hàng cho lực lượng quân đội khối miền Nam Việt Nam. Nào trách nhiệm quân nhân, đâu rồi danh dự quân nhân? Thề nguyện với dung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Giờ đến khi đem nhau, một bầy tướng sĩ co ro, còn là thứ quân ba qua, cùng quân ra chiến với nhau đu cà. Quyết trốn, thề quyết trốn, quyết trốn, trốn đi bằng đường tàu đường không, vững thêm như một bên ngõ trốn đi thôi. Non phen còn mới dốc mới lao, chiến cho dù thân mình phải chết, thứ quân lịch hàng tư như thủ dập tinh thần. Nào thiết kỵ không quân, gãy càng đứa xích buông đuôi, hàng vàng sắc quân ba que, đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ cho trong mong chi, ta thà trốn chứ ngu gì không, quyết đu càng ràng đời ba que. Ta thà trốn chứ ngu gì không, quyết đu càng ràng đời ba que. Cánh tay đưa lên, hàng ngàn cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, bước xuống đi chúng ta cùng đầu hàng cho nhanh. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ phía đông mong chi, chần chừ sẽ không yên thân vì đại ca đã kêu bò xuống. Thôi, đại tướng Lê Văn Minh, tổng thống, chính quyền từ giờ, quân đội, quân lực cộng hòa đã quyết tiến đầu hàng cho lực lượng quân đội khối miền Nam Việt Nam. Nào trách nhiệm quân nhân, đâu rồi danh dự quân nhân? Thề nguyện với dung tay cao, quyết đấu tranh đến khi nào đạt thành mong ước. Giờ đến khi đem nhau, một bầy tướng sĩ co ro, còn là tướng quân ba qua, tục quân ra chiến với nhau đu cà. Quyết trốn, thề quyết trốn, quyết trốn, trốn đi bằng đường tàu đường không, vứt trên như một bên lõ trốn đi thôi. Nói phép còn nói dốc nói lao, chiến cho dù thân mình phải chết, thứ quân lịch hàng tư như thủ dập tinh thần. Nào thế kỷ không quân, gãy càng đứt xích buông đuôi, hàng vàng sắc quân ba que, đã chứng minh cái quân lực ăn hại bom to. Giờ phải lo thân thôi, đừng chờ với trong mong chi, ta thà trốn chứ ngu gì không, quyết đu càng ràng đời ba que. Ta thà trốn chứ ngu gì không, quyết đu càng ràng đời ba que. Ta thà trốn chứ ngu gì không, quyết đu càng ràng đời ba que.